tượng tên là Nguyễn Thanh Nam, 33 tuổi, ở thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, bị bắt giữ cùng một số tang vật liên quan đến các vụ cướp giật như điện thoại di động, phương tiện xe gây án. Trước đó do thua cá độ bóng đá nên Nguyễn Thanh Nam đã đi cướp giật. Đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp giật túi xách của phụ nữ đi đường, lấy tiền, vàng, điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng. Hiện ai là bị hại của những vụ tương tự, liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp điều tra xử lý.